Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Rosneft rút khỏi dự án với Việt Nam trên Biển Đông, nguy cơ an ninh rất cao. Dù lợi nhuận ròng trong quý 2 lên đến 3,1 tỷ đô la, tập đoàn Rosneft của Nga vẫn quyết định rút hoàn toàn ra khỏi các dự án với Việt Nam trên Biển Đông. Điều này khiến một số người lo ngại về nguy cơ an ninh giữa bối cảnh Trung Quốc thời gian vừa qua liên tục gây sức ép buộc các công ty quốc tế phải ngừng khai thác với Việt Nam. Việc khai thác dầu khí ở các vùng ở Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của mình bằng cách họ vẽ ra đường chín đoạn. Và Việt Nam ngày một mất nhiều hơn các doanh nghiệp khai thác dầu khí ở đây. Đây là hình ảnh theo thông tin từ hãng tin Nga Interfax, TASS và Primer. Rosneft vừa thông báo rút vốn khỏi công ty Rosneft Việt Nam. Đây là đơn vị vận hành dự án sản xuất khí và khí hóa lỏng tại Việt Nam, trong đó Rosneft sở hữu 100% cổ phần tại công ty này. Thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9. Năm ngoái, giàn khoan Rosneft phải rút lui khỏi Biển Đông dưới sức ép của Trung Quốc đã khiến Việt Nam phải bồi thường 1 tỷ đô la. Tiếp theo, hàng loạt sự ra đi của các công ty dầu khí quốc tế khỏi Việt Nam dưới sự áp lực của Trung Quốc trong những năm vừa qua. Việc rút vốn khỏi Rosneft khỏi các dự án ở Biển Đông làm dấy lên nghi ngờ về khả năng công ty Nga bị Bắc Kinh gây áp lực tương tự. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu cấp cao khách mời của Viện Nghiên cứu tại Singapore, thì việc chuyển giao này chỉ là một thủ thuật của phía Nga trong việc hợp tác với Việt Nam. Có một thủ thuật là tất cả các tài sản của Rosneft ở Việt Nam được họ bán 100% cho một công ty của nhà nước Nga là công ty Sabunets. Đây là công ty của nhà nước thuộc quyền cai quản của Tổng thống Nga và nó không bán cổ phần hay cổ phiếu cho nước ngoài. Cho nên những quốc gia như Trung Quốc không thể mua cổ phần hay cổ phiếu ở đó. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, bất chấp nguyên tắc trên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết Bắc Kinh lâu nay vẫn không ngừng tìm cách chi phối tác động bằng nhiều cách lên công ty của nhà nước Nga cả về chính trị lẫn kinh tế. Thực chất là vào năm 2018, Trung Quốc cũng đã gạ mua cổ phần của công ty Sabunets ở đâu đó. Thế nhưng Sabunets họ không bán, tiến sĩ Hào Hoàng Hợp đã cho biết như vậy. Chính vì vậy, việc Rosneft chuyển nhượng cổ phần cho Sabunets không để ra mối đe dọa an ninh nào mà còn có lợi hơn cho Việt Nam. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp giải thích thêm như sau. Thực ra, nhìn từ góc độ an ninh thì Trung Quốc không thể nào tác động hay can thiệp được. Gây ra những chuyện như bắt ép phải rút ra, phải dừng khai thác vân vân thì họ không làm được, mà làm như thế là rất tích cực. Rosneft đã tham gia vào các dự án khai thác và sản xuất khí và một dự án thăm dò tại lô 06.1 ở Biển Đông. Trong hợp đồng lô 06.1, Rosneft Việt Nam đã sở hữu 35% cổ phần và là nhà điều hành dự án. Tập đoàn Onkyo của Ấn Độ sở hữu 45% và tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN sở hữu 20%. Đây là hình ảnh giàn khoan của Rosneft ở Biển Đông. Theo báo cáo kết thúc vào ngày 30 tháng 6, lãi ròng quý 2 của Rosneft đã tăng gần gấp 5 lần so với kỳ năm ngoái, lên 233 tỷ rúp, tương đương với 3,1 tỷ đô la, trong khi doanh thu tăng gấp đôi lên gần 2.200 tỷ rúp. Giám đốc điều hành Rosneft Igor trong một thông báo sau đó cho biết mức lợi nhuận ròng quý vừa qua là cao nhất trong lịch sử kinh doanh của công ty, chủ yếu là nhờ vào sự phục hồi của giá dầu thô. Trong khi đó, Sabunets là tập đoàn đã liên doanh với Việt Nam suốt 40 năm qua thông qua liên danh Việt-Nga Petro. Chuyến thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam tại các mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng, Cá Tầm, Thuyền Ưng, v.v. Vào hồi tháng 6, tập đoàn này cho biết họ cũng có kế hoạch kéo dài hoạt động ít nhất là đến năm 2045 và tham gia các dự án hiệu quả mới tại Việt Nam. Và cũng trong một diễn biến tiếp theo, tàu hải cảnh của Trung Quốc đang hội quân ở Trường Sa. Theo nhà nghiên cứu quốc tế Đặng Sơn Duân cho biết, Trung Quốc dường như đang tập hợp một lực lượng hải cảnh ở quần đảo Trường Sa để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu hoặc một chiến dịch nào đó ở phía nam Biển Đông. Vào ngày 9 và ngày 10 tháng 9 cũng đã ghi nhận một số chuyển động của tàu hải cảnh Trung Quốc, mà theo tôi là khá bất thường ở khu vực phía nam Biển Đông. Cụ thể, hai tàu hải cảnh 5303 và 5203 di chuyển vào vùng biển Việt Nam phía đông của Cam Ranh từ tối ngày 8 tháng 9 và hiện tại đang di chuyển xuống phía nam. Một nhóm 5 tàu hải cảnh bao gồm
4201, 2305, 5302, 3304, 6307 từ phía Bắc hướng xuống khu vực Đá Sô Bi. Tàu 3302 từ khu vực bãi cạn Carpos di chuyển sang khu vực Đá Vành Khăn. Đây là hình ảnh hai tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển của Trung Quốc và Việt Nam vờn nhau ở Biển Đông vào hôm 14 tháng 5 năm 2014 khi đó. Không loại trừ khả năng hai tàu 5303 và 5203 bám theo nhóm tàu tác chiến sân bay USS Carvision. Tuy nhiên, sau khi tàu Mỹ đã đi qua khu vực xuống phía Tây Nam Biển Đông, thì ngày 9 tháng 9 đến nay, hai tàu hải cảnh vẫn lợn lờ trong vùng biển của Việt Nam. Ông Đặng Xuân Duân nêu nhận định của mình như vậy. Trung Quốc cũng diễn tập bắn đạn thật và đầu bộ chiếm biển đảo tại Biển Đông. Cũng trong lúc này, Trung Quốc đã phong tỏa khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9 để phục vụ cho công tác và tập trận bắn đạn thật. Đồng thời trước đó đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo ở Biển Đông. Tờ báo Nhà nước Việt Nam đưa tin vào ngày mùng 10 tháng 9 dẫn nguồn từ thông báo của Cục Hàng hải Trung Quốc và video của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết tin cho biết. Các cuộc diễn tập vừa nêu do Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Nhân dân Trung Quốc tiến hành. Video kênh Quốc phòng Trung Quốc đăng tải vào hôm 9 tháng 9 cho thấy các tàu đổ bộ đệm khí và máy bay trực thăng của nước này đã tiến hành những bài tập đổ bộ lên một hòn đảo ở Biển Đông, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm tiến hành cuộc tập trận này. Cũng theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nhận định rằng Trung Quốc công bố video tập trận ở Biển Đông nhằm đáp trả việc tàu chiến USS Benford của Mỹ vào hôm 8 tháng 9 cũng đi vào vùng biển gần Đá Vằn Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, động thái của Mỹ được nhận định là một phần trong nỗ lực tuần tra duy trì tự do hàng hải, đáp trả luật an toàn hàng hải sửa đổi và bổ sung của chính phủ Bắc Kinh. Và các tàu khu trục hạm Mỹ đã tiến gần Đá Vành Khăn trên Biển Đông, gây ra căng thẳng với Trung Quốc. Đây là hình ảnh khu trục hạm Mỹ USS Benford. Khu trục hạm Mỹ USS Benford tiến gần Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa khi mẫu hạm USS Carvision cũng đang tập trận trên Biển Đông, báo Người Việt đưa tin vào ngày 8 tháng 9 năm 2021. Hai hoạt động khác nhau của Hải quân Mỹ diễn ra trên Biển Đông chỉ một tuần lễ sau khi Bắc Kinh loan báo luật mới buộc tất cả các tàu nước ngoài phải khai báo danh tính, loại tàu và lộ trình khi vào các vùng biển mà họ nói là chủ quyền của nước họ. Chủ quyền này bao gồm đường chín đoạn mà Việt Nam có rất nhiều quần đảo cũng nằm trong đó. Bản tin Hào Đội 7 của Mỹ cho hay khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường USS Benford vừa có chuyến hải hành trình ngày 8 tháng 9 năm 2021 và trên phạm vi 12 hải lý của Đá Vành Khăn, một thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm và bồi đắp thành đảo nhân tạo, xây dựng các căn cứ quân sự quy mô rất lớn. Khu trục hạm USS Benford tiến hành tự do hàng hải dựa trên luật lệ quốc tế và vẫn tiếp tục hành động bình thường trên các vùng biển quốc tế. Bản thông báo của báo chí của Hạm đội 7 viết như vậy. Ngoài ra, hoạt động phản ánh cam kết bảo vệ tự do hàng hải và nguyên tắc sử dụng hợp pháp các vùng biển. Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục bay tàu chạy tàu cũng như hoạt động bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép như khu trục hạm USS Benford đã làm ở đây. Quân đội Trung Quốc cũng cho phát ngôn viên quân sự Điền Quân Lý nói rằng quân đội nước họ đã tổ chức lực lượng cả không quân và hải quân phát giác, theo dõi và trục xuất chiến hạm Mỹ. Ông Điền nói tiếp, hành động của Mỹ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, thêm bằng chứng chắc chắn về bá quyền hàng hải hung hăng và quân sự hóa Biển Đông của Mỹ. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Kamala Harris hội kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào hôm 25 tháng 8. Ông Điền lặp lại phát ngôn quen thuộc rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo và các vùng biển chung quanh tại Biển Đông. Ngược lại, cả Việt Nam và Philippines cũng đã tuyên bố chủ quyền với những phần trùng lặp với Trung Quốc. Không những vậy, Bắc Kinh cũng ngang nhiên công bố bản đồ Biển Đông với những cái vạch chủ quyền mà họ đã tưởng tượng ra nối lại giống như hình lưỡi bò chiếm từ 80 đến 90% diện tích Biển Đông. Nhiều khu vực, các vạch này lấn sâu vào các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines. Đó là lý do Bắc Kinh đưa ra rất nhiều loại tàu tới ngăn cản Hà Nội do tìm và khai thác dầu khí tại những vùng biển đặc quyền kinh tế của nước mình. Bản tin của Hạm đội 7 của Mỹ cũng cho biết rằng phát ngôn của Trung Quốc
rằng khu trục hạm USS Benford đã bị trục xuất khỏi khu vực đá vành khăn là lừa gạt. Hoa Kỳ cũng tiến hành hoạt động bình thường bên trong phạm vi 12 hải lý của đá vành khăn, theo luật lệ quốc tế phản ánh qua Công ước Quốc tế về Luật Biển và những thực thể như đá vành khăn chìm dưới nước khi thủy triều lên theo sự hình thành tự nhiên của nó, không cho phép xác định chủ quyền lãnh thổ trên biển. Các nỗ lực bồi đắp bao gồm đất cát để cho cao lên và xây dựng các cấu trúc trên đá vành khăn không thay đổi đặc tính của nó theo luật lệ quốc tế. Bản thông báo báo chí của hạm đội 7 đã viết như vậy. Tháng trước, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã thúc giục nhà cầm quyền Việt Nam hợp tác với Mỹ chống lại tuyên bố chủ quyền quá lố và các trò bắt nạt của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tuy nhiên, cho đến lúc này, nhà cầm quyền tại Hà Nội và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn im lặng, chưa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đối với Mỹ như phía Mỹ đề xuất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 với bản tin Rosneft rút khỏi dự án với Việt Nam trên Biển Đông, nguy cơ an ninh hiện hữu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de